Chào các bạn, trước mặt các bạn là máy thái thịt thế hệ mới do Dũng Doanh nhập khẩu và phân phối. Máy thái thịt này thì có trọng lượng là 20 kg, có công suất điện là 850W, chạy điện dân dụng 220V. Và máy thái thịt này thì thái được 100 kg thịt trên 1 giờ. Và máy thái thịt này là thái thịt tươi sống, có kích thước là 28 x 29 x 31 cm, kích thước của khay thả thịt là 11 x 7 cm, khá là rộng so với các cái máy thái thịt trước do Dũng Doanh nhập khẩu và phân phối tới thị trường. Trước mắt về cái cảm quan bên ban đầu thì máy thái thịt này thì rất là chắc chắn, có hình vuông, hình hộp chữ nhật thì đúng hơn, rất là chắc chắn khi các bạn đặt trên bàn. Và về cái bên ngoài thì được trang bị một cái khay thả thịt vào để cho các bạn an toàn khi thả thịt vào cái phần lưỡi dao. Các cái mặt ốp được làm hoàn toàn bằng inox, thế cho nên là rất là sạch sẽ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khay thả thịt xuống, tức là khay ra thành phẩm cũng làm bằng inox, rất là thuận tiện. Ở bên hai cạnh có hai cái tay cầm để các bạn di chuyển dễ dàng. Và để an toàn cho người sử dụng và trẻ em thì nhà sản xuất đã cho cái công tắc điện ra đằng sau. Đây, công tắc điện ra đằng sau. Bật mở đằng sau như thế này ạ. Đấy, về mặt bên ngoài là như thế. Đó là những cái mới của cái máy này. Có một điểm mới nữa đó là các cái chân này được làm hoàn toàn bằng cao su cho cái độ bám trên bề mặt tốt hơn. Và đó cũng chính là cái vật liệu cách điện tốt nhất khi các bạn sử dụng. Về cái phần khay để thịt đây, khay để cho thịt vào đây, mình sẽ cho các bạn nhìn. Đó chính là 11 nhân 7 cm. Đây, đây là các cái số đo kích thước 28 này. 28 31 ạ. 28 hay 9 31. Đó chính là cái kích thước của cái máy. Mình bây giờ sẽ tháo cho các bạn nhìn ở bên trong. Có hai cái ốc vặn như này rất là dễ vặn ra, mình có thể dùng một tay các bạn có thể vặn ra được rồi. Khi các bạn vệ sinh thì các bạn tháo cái này ra, các bạn tháo cái ốp mặt này ra để các bạn vệ sinh, tháo được cả cái ốp mặt này ra rất là dễ dàng. Ở bên trong này thì có cấu tạo, phần đầu tiên các bạn nhìn thấy đó chính là cái phần quả lô để thái thịt này, phần bên dưới tấm inox khay để thịt ra đó chính là phần motor. Phần motor này thì khi các bạn vệ sinh thì các bạn đổ nước, nhớ đừng hắt cái nước ra đằng sau, nó sẽ ảnh hưởng đến cái motor. Và cái điều đặc biệt nhất của cái máy thái thịt này đó chính là phần quả lô máy thái thịt. Phần quả lô máy thái thịt ở các cái phiên bản trước thì khi các bạn bị cùn cái phần quả lô này thì các bạn phải thay thế cả hai quả lô này một lúc, dẫn đến cái việc chi phí thay thế rất là cao. Còn riêng cái máy thái thịt thế hệ mới này thì cái phần quả lô được tạo ra với những cái con ốc như này thì các bạn tháo lần lượt từng cái cá thể của cái lưỡi này ra, các bạn có thể thay thế được để cho các bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế rất là nhiều. Đó chính là cái phần đặc biệt nhất của máy thái thịt này. Các bạn nhớ nhé, cái phần đặc biệt nhất của cái máy thái thịt này đó là thay thế từng dao một, từng lưỡi dao một. Chính vì thế nó sẽ rất là tiết kiệm chi phí cho các bạn. Bây giờ mình sẽ bật điện để xem cái motor này nó chạy như thế nào. Rất là
là êm phải không ạ? Rất là êm. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dũng Doanh nhập khẩu và phân phối. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985323325 hoặc số điện thoại 0934439112 hoặc các bạn có thể qua Dũng Doanh số 349 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.